kia món nó sẽ mắc hơn với cái chỗ tiền bình thường vậy, thì mình điện mình lái cho máy không? Đi ủa trời nắng mà thấy con bé Thúy ngồi nó thấy tội ghê á. Hắn hợp nó nóng mà chịu không nổi luôn á vậy. Chị hồi trưa chiều quay xuống xí thấy nó chết mà nó có đời món tráng nổi đâu. Bà đen mà tôi mặc cái váy đen nữa, ta nói ta không nhìn như ra bà luôn á, bánh như bụng bọ thì ta không ok không. Chị em mới nhận đông đi, sáng chị em ngồi cà phê em rảnh mới sợ con nó mua làm đi uống phê á. Xong sáng á cái chị cái em kêu cái bảy nhật em tới sáng xíu em rảnh nhà em tới sáng xíu cũng được khách sớm á. Cái bảy nhật thôi, nó cái bảy nhật thôi ngày thường để đi giờ bình thường chứ. Thật ra tao nói đêm mà mặc cái váy đen tao không biết nói răng luôn. Nhìn nó đen mà da mà đen nữa kìa. Nga mày, da nga. Da mà không giữ mà da em như đứa luôn á chị. Ý là không bịt chứ, không bịt lại. Em tráng mà. Nhưng nếu mà không bịt á, là không ra như đứa luôn. Tính bà Thúy vẫn... Da em mắc nắng lắm. Bà vẫn thẳng tính, không ưng là bà phang lại liền á. Không có biết gì đang dưới. Không vừa ý là nó phang lại, con bé nó đang. Thúy đánh nga như cua à? Nga hơn cua chứ. Nga hơn cua đó. Nó như cua tụi con cua. Dạ tính bà thẳng tính á. Ý là cái tính không? Có phiếu rồi, hai đứa, nhà đứa. Chắc nhà. Chắc nhà đứa phiếu á. Biết nhỏ xí thì hiện hậu có quay thấy không biết. Siêu 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 siêu. Sáng nay em rửa mặt đợi chị Hà là cả ngày nay em rửa mặt đợi chị Hà. Hôm qua là cái mặt con đâu mới rửa mặt với lại lông mặt. Hôm qua là mình làm sắp mặt luôn. Bả toàn là rửa mặt với chạy xe. Mà cũng quéo giờ thì quần á. Nó chỉ làm khách còn đỡ hơn mà quằn quằn. Đúng rồi. Quằn đuối luôn á, quằn đi quay lại chóng mặt á. Chị nhớ bữa trước á, một mình chị là cần 3 giường 4 giường rửa mặt rồi gỡ mặt rồi chạy xe cho chị Loan, thì còn bà Nhàn một mình bà ngồi đấy. Một giường thấy sướng, làm từ đầu đến cuối, ưng làm sớm, ưng làm chậm, ưng làm khỏe re. Còn mình là kiểu đật đật á, mình chạy. Không thấy ngon một chỗ quá. Rồi bữa chủ nhật bữa qua là chị nói chị lễ gì đó không nghỉ là được à. Hôm qua chị có đâu xin nghỉ đâu. Chủ nhật tới có lễ nữa nè. Không biết rồi. Chủ nhật khách trước rồi. Với chủ nhật đi. Biết là hai chủ nhật mà kiểu chị nghĩ là chủ nhật khách đông thôi, chị không nỡ nghỉ á. Không nỡ nghỉ đúng đâu. Lễ trọng đó chứ. Lễ trọng, lễ Chúa lên trời với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là mấy cái ngày lễ quan trọng đông lắm á. Gọi là ngày ăn đi chơi. Hello. Ồ, thư tới mang bình yên tới thôi. À, dạ. Bên này hả? Trang cái mũi gì lại đó. Đụng vía. Ba cục rồi. Rồi mùa nữa. Mùa. Chắc nó không bả mùa cho lên mà cho nó nắng á. Chị luôn tự nhiên qua lại quá chị. Hắn sợ cái mũi bị chay vậy. Để chị xí. Ôi nó, chị coi cho chứ giờ chứ đâu. Đang quay. Đang quay. Mụn á. Mụn nó hay cả điểm em ngủ cũng được không? Kệ đi. Mụn mụi chịu rồi mà lấy 2-3 lần rồi hết. Chị Hà mụn mụn to hơn em nữa. Nó mũi rồi. Cục bự lắm. Cục em nó bình hay thường. Hay lan nhọt á. Cái kiểu mà ai nâng mũi cái gì cũng bị lan nhọt với lại mụn đầu đen á. Ừ. Mùi mặt em. Oh my god. Mặt em có bao giờ bị mụn đâu. Cho chị. Thế mát luôn á, mát cái mặt luôn. Bé nó chưa tới à? Ê! Chị đi hậu hỉ. Chán thì thật chứ. Chị kể, chị không định đè hắn đâu, chị đè có bên cạnh đi nè. Bé nó tới chưa? Mẹ không nắng hả? Ghê vậy. Có mưa vô rồi.
10 giờ không tới. Còn bé học nó bên đi hình như không có việc gì. Không à. Bé học là dùng án rồi, 10 giờ tới. Bé xích người sáng hẳn với mẹ, bé xích đầu sao? Sao? Đưa sao? Đó, rồi đưa sang đây. Con bé này như bên đi đi khám răng. Ừ. Thế là mới qua nghe chị Nhàn nói là ai kêu đi làm visa về từ 11 giờ trễ quá kìa. Ừ. Ông xin chị lo, 9 giờ đây cho ông ngủ. Ừ. Ngủ miếng. Ừ, thì cho. Ừ. Cái hiền kêu vấn đề ở đây là buổi sáng không có người dậu. Ừ. Cái gì là không? Không. Sao răng? Sao răng? Em nghe kêu đã học thi công rồi mà ưu tiên quá thì cũng không được á. Ừ. Không, nhưng mà cũng ưu tiên được. Ừ. Em ưu tiên được đúng không? Ừ. Nói gì lo là được. Ừ. Tuy nhiên tối về trễ cũng tội. Em sợ hắn, tội hắn. Ừ. Là không đi làm nữa mà. Không phải đi làm chứ phải đi học với mình không đâu. Ừ. Đi làm kiếm tiền nữa mà. Ừ. Giống như thứ thôi. Ừ. Tới 11 giờ, tới 11 giờ mới về thôi. Ừ. Ngủ vậy. 11 giờ về quận tới 12 giờ mới ngủ. 6 tiếng đấy, 5 giờ đi. Bữa qua chị thấy chị lon tiêu khủng cho em mà. Ừ. Cái da mình, da mà nhờ nhờ mình làm cho nó hết nhờ nó đỡ mụn da. Ừ. Mình dùng gì cho nó hết nhờ mới đỡ lên mụn đúng không? Ừ. Chứ em đâu là cái là như cái mũi của em là cái nhờ biết là nó. Ừ. mụn nhanh lắm. Ừ. Cái mũi của em chắc dùng BHA đi. BHA. Hồi chị cũng có dùng BHA, dùng cứ 2 ngày dùng lần. Em dùng cái miếng bông á. Em thấm giống như bông tẩy trang kia. Em thấm em đặt lên cỡ 5 phút. Xong lấy ra rồi bôi kem dưỡng các thứ đó. Ừ. Khô nhờn. Chị lâu đi từ hồi chị bầu cú rồi chị không dùng nữa. BHA. Ừ. BHA là đẩy mụn đó. Ừ, cái nó tẩy tế bào chết hóc. Chứ mình dùng hết mặt không được à? Chỉ dùng có mũi thôi. Ừ, cũng tùy giá nữa. Như chị hồi nãy chị dùng vùng chữ T thôi. Ừ. Ừ. Thôi, em bị cái ni với cái cầm này chị hả? Đó, cái em cầm em cũng bị. Đó, chắc em dùng rồi thôi. Dùng thử đi. Học đó. Ừ. Nhưng mà một bình nữa là mua 700 mấy nữa. Ừ. Ghê. Ừ. Đó hả? Ừ. Mà dùng biết nó luôn. Đâu, dùng cả năm. Ừ. À. Hồi nữa nhiều hồi nữa chị cho bà chị bạn thân ấy. Ôi, chị cho em cũng bị vùng chữ T đó, cái cầm với cái mũi là nhiều nhất. Ừ. Nên đi có nhiều hôm này mà biết em quay được. BHA mình vô mỹ phẩm mình mua mình nói BHA là người ta bán rồi đúng không? Ừ, không, cũng nhiều loại lắm. BHA nó có nhiều hãng á. Em về tìm hiểu. Không có hãng nào ok. Đặt trên mạng cũng được chứ không cần thiết phải vô tiệm. Chung cái ô bà ghi giờ hắn bán phổ biến lắm, bán đầy. Cái có góc mồi dễ dễ lấy không? Lên tao chết liền. Cali hồi nó cũng dùng đủ thứ mà cái cầm cali cũng mụn không á vậy hả? Ừ.
lên cũng bị vòng chữ T mà hai cái má nắng sáng trưng này. Hai má không có mụn. Kali cũng siêu lắm. Kali chuẩn mỹ phẩm mà. Chị lâu đi chậm dưỡng chẳng đồ gì cả. Dùng các tẩy trang với rẻ rúng với cây vị loan đó. Em cũng dùng cây vị loan nha. Chị như đợt rồi cô ốm chị không đụng đến đồ luôn. Chị có tẩy trang, tối đi ngủ chị nhớ mỗi tẩy trang thôi. Quẹt 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 tá quẹt ra. Mua cái bình serum 1 triệu á. Em dùng. Em dùng thử đi ra chứ không được. Em dùng cái nước thay biệt A được không ạ? Đó là dùng nó thôi, khỏi khỏi thằng. Đúng rồi, nó không dùng chung được đâu. Mạnh lắm, biết ai cũng mạnh, cái nữ cũng mạnh. Em dùng nó thôi. Dùng cái chữ lon không. Mà cái này cầu hàng gì hả? Chắc còn. Còn lon đắt chứ, lon đắt liên tục mà. Hắn dùng cũng đợi nhờ nó, hồi trước chị có dùng 3-4 bình. Đỡ không? Sao cái lỗ chân lấu. Sao đến đoạn chị hết mụn rồi chị nhắc. Nhắc nhìn nó em dùng bao hết mặt chị. Thế nó thì vui hết luôn. Kiềm dầu rồi nhỉ. 11 phút rưỡi. Còn góc môi nữa. Miệng này. Mụn nhỏ xíu rồi. Mà nhìn được không? Không được. Chị thấy này. Chị thấy này đẹp 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 á chị. Từ đầu chị cũng phân vân quay hay không. Người mà đi nắng nhiều là bị thằng nhan này nha. Quay màu giống nắng à? Không màu giống nắng. Cháy da luôn. Nám thằng nhan. Chị em thằng nhan đài. Hồi nó công việc của bà là cái chạy miết ngoài đường á. Mà hồi xưa là chỉ có dùng giống nắng. Trừ đài luôn. Được không?